Biểu diễn tay của tôi sinh ra từ trường nè. Từ nè, miếng giấy nó hít vô nè. Nè. Đó. Đó. Biết tại sao tôi làm được vậy không? Biết tại sao không? Đó, tự nhiên miếng ni lông hít vô. Tay tôi có từ trường đó. Bây giờ tôi xả ra thì từ trường nó mất. Rồi, từ trường hít lên lại. Hít lên tay nè. Không rớt nè. Tại sao tay tôi lại có từ trường? Lại có năng lượng. Nhìn kỹ nha mọi người. Tôi có thể điều khiển được thân thể của mình, điều khiển được hơi thở của mình, điều khiển được trường năng lượng của mình phát ra tín hiệu lên vũ trụ và thay đổi cả vũ trụ. Ngay trong hiện tại này, tôi đang cố gắng làm những điều tích cực cho cuộc sống này. Nếu những ai không ủng hộ tôi thì Covid-19 sẽ không bao giờ hết. Đó là việc phóng sanh giải cứu thiên nhiên và động vật. Quý vị đang làm cho nhiều trẻ em mồ côi hơn. Từ những việc làm từ thiện sai cách của quý vị, từ những việc tư lợi cho bản thân, từ những việc hủy hoại thiên nhiên và động vật. Tiên là tiên cá biết tất cả. Tôi đang thay mặt các vị thần phán xét nhân loại để chọn lọc ra ai là những người xứng đáng. Nhiệm vụ của tôi đang cực lớn, chư thiên đang căn dặn Tiên. Hãy cứu lấy con cháu của họ, quỷ thì không cho tôi cứu các bạn. Vì sẽ bất công với quỷ. Thần thì muốn tôi phải giúp đỡ họ phán xét nhân loại, phải tiêu hao bớt năng lượng của Tiên. Bởi vì năng lượng của tôi tắt ra bên ngoài, đó là sự an lạc, sự bình yên. Trong vòng 10 cây số, những ai ở gần tôi sẽ được cộng hưởng năng lượng này, sẽ không bị ôn thần quấy nhiễu. Nên cái nơi tôi sống là nơi bình yên, nơi nào có tôi, nơi đó sẽ không bị Covid-19 quấy rối. Mấy hôm nay phóng sanh thì phước báo lại tăng trưởng nữa. Mà phước báo tăng trưởng mà làm gì để hủy hoại bớt đây? Bởi vì khi mà tôi tăng trưởng thì trường năng lượng của tôi phát ra càng nhiều, thì sự an lạc đến càng nhiều. Trong khi quỷ thì vẫn chưa muốn dừng lại sự phán xét đối với nhân loại này. Họ đang muốn hủy hoại nhiều hơn nữa, hủy diệt nhiều hơn nữa. Bởi vì quý vị đã làm những điều rất là tiêu cực đối với cuộc sống của họ. Quý vị làm đô thị hóa, quý vị tàn phá thiên nhiên, quý vị xây dựng khu căn hộ nghỉ dưỡng, bất chấp là hả cái môi trường sống ven sông nó gây hại đến cho thiên nhiên và động vật như thế nào. Quý vị làm những điều đó khiến cho quỷ thần phẫn nộ, và khi họ phẫn nộ lên rồi thì họ muốn tôi làm gì? Họ muốn tôi phải ăn thịt động vật. Chỉ có cách ăn thịt động vật mới giảm bớt phước báo trên thân của tôi lại. Hôm nay năng lượng từ trường của tôi lại bắt đầu phát tán rồi. Bởi vì tôi là người không bao giờ thủ dâm. Tôi không hứng thú với tình dục. Nên tôi giữ được tinh khí thần. Mà giữ được tinh khí thần thì tôi sẽ có thần thông. Thần thông này, năng lượng này sẽ làm cản trở việc phán xét của quỷ thần. Đó là lý do tôi phải ăn thịt động vật. Bồ Tát Cá Đối ơi, hôm nay tình cờ thấy Ngài đã chết. Thì Ngài đã chết thì tôi mới mua Ngài về cho ba tôi ăn. Mà ba tôi cũng không có hứng thú để ăn, bởi vì con dê biết gọi ba ơi đã chết hôm nay. Nên gia đình rất là buồn, đau xót. Đáng lẽ phải ăn chay, nhưng vì quỷ thần đến trong sự thiền định của tôi, họ muốn tôi phải phá đi giới hạn của mình để họ tiếp tục phán xét. Đó là lý do tôi đã ăn chay, ăn mặn rất là nhiều để có thể tạo ra được đại dịch Covid-19 phán xét ở thành phố Hồ Chí Minh đâu phải dễ. Tôi phải hủy đi phước báo thiện tri thức của mình. Con cũng muốn ăn hả? À, cho con nè. Con ăn rồi, tôi làm gì ăn, tôi không có ăn sao tôi hủy hoại phước báo của tôi được con, để tôi ăn mặn. Chú hai trường năng lượng của tôi phát ra mạnh quá. Tôi xin lỗi các vị Bồ Tát nha.
tôi sẽ vẫn giúp đỡ quý vị phóng sanh để gia tăng phước báo. Nhưng tôi phải ăn thịt động vật. Tôi phải hủy đi bớt cái năng lượng tích cực trong thân thể của mình, cái thân kim cang bất hoại của mình. Tôi phải hủy hoại điều đó để có sự cân bằng trong sự phán xét. Tôi phải ăn thịt động vật để hạn chế linh hồn của mình. Bởi vì linh hồn của tôi nó đã vào cảnh giới của Phật rồi. Rất là từ bi độ lượng, rất là muốn đi giúp đỡ chúng sanh. Nhưng mà làm điều đó thì cản trở việc phán xét của quỷ thần. Trong khi có quá nhiều người tội đang đáng phải bị trừng phạt. Nhưng năng lượng cơ thể của tôi ngăn cản sự trừng phạt đó. Tôi nói ra những điều này các bạn sẽ không bao giờ tin, nhưng chỉ sẽ có một ít người sẽ tin vào điều đó, những người đã đi vào cảnh giới của Bồ Tát và biết đó là lý do tại sao mà ngày phán xét mạt pháp đến. Bởi vì ngày đó là ngày của quỷ thần lên ngôi. Cái gì cũng có hưng thịnh suy vong, Phật pháp bị hủy hoại, tiên đạo bị hủy hoại, thần đạo bị hủy hoại, quỷ lên ngôi. Phải cho quỷ được quyền lên ngôi chứ. Trải qua mấy ngàn năm rồi, phải đến thời kỳ hưng thịnh của quỷ chứ. Đó là những án nghiệp mà con người đã gây ra cho thiên nhiên và động vật. Và đây cũng là cơ hội để cho các vị Bồ Tát thể hiện cảnh giới của mình. Các vị tích phước trong giai đoạn này, nó nhân gấp 100 lần phước báo bình thường. Dễ dàng sanh thiên có được cái huệ căn để thâm nhập kinh tạng, thống lĩnh đại chúng đến Niết Bàn của Đức Phật A-di-đà chỉ trong một niệm. Rất là dễ dàng. Hết đi, không được sát sanh. Con mà sát sanh là tôi sẽ từ bỏ con luôn. Bỏ. Dù con là thần thú nhưng không bao giờ được sát sanh. Nghe chưa? Thử lại trường năng lượng coi. Trường năng lượng yếu đi chưa? Trường năng lượng vẫn chưa yếu đi lắm. Nó sẽ có một cái lực hít. Hào quang. Phải ăn thịt về cho nó giảm bớt cái hào quang tác ra cơ thể. Hào quang là con mắt trí tuệ. Ai có được sẽ nhìn thấy hào quang của tôi. Và khi thiền định sẽ nhìn ra được hào quang. Trời ơi, con này nó ăn luôn cái bao ni lông luôn đó. Ok tụi con, ngày mai tụi mình sẽ chia tay. Hôm nay tụi mình sẽ cho tụi con ăn uống thoải mái, để rồi mai anh em mình vui vẻ xa cách nhau nha. Con sẽ không ở nhà này nữa. Tất cả mấy đứa luôn đi hết. Bởi vì sao? Những ai bên cạnh tôi là những người phải đồng hành với tôi, phải chịu khổ cùng tôi. Tụi con nên đáng được cuộc sống tận hưởng của một con chó. Bởi vì tụi con không muốn đi theo tôi. Tụi con ở đây, tụi con hủy hoại hết những cái gì tốt đẹp mà tụi con đã tạo ra. Con dê rất là dễ thương. Nó biết gọi ba ơi, nhưng con cũng giết nó luôn. Mặc dù con không giết nó, nhưng vì cha mẹ của con thương các con, sợ các con đói. Cha mẹ của con giết con dê bởi vì nghĩ nó lấy đi tình thương của gia đình Tây Ôn. Nghĩ con dê nó ăn hết của tụi con.
tụi con đói khổ nên giết con dê để... Nói chung là tụi con lớn nên tôi biết tụi con cũng sẽ như vậy. Bởi vì tôi không có thời gian để dạy dỗ cho từng đứa như cách của con người. Tôi phải dạy đào tạo thần thú, không đào tạo những con vật bình thường được. Honey, chơi với tụi nó cho đã. Hôm nay cho tụi con vô nhà chơi thoải mái. Chơi đi. Quậy anh em gì thì quậy banh nhà banh cửa hết đi. Rồi tôi sẽ dọn dẹp. Chơi đi bữa cuối đó. Con đi hết. Tôi rất sợ bản thân không thể gánh vác nổi cái sứ mệnh của Di Lặc Thế Tôn. Bây giờ đã mang 60% năng lượng của ngài ấy rồi. Những người mang hạt năng lượng của Di Lặc đang chết đi rất là nhiều. Tôi có thể tồn tại được là có sức khỏe do thời gian tập luyện của tôi quá nhiều. Tôi đã tiến hóa thành tiên rồi, nên khả năng hấp thụ năng lượng của tôi là cực mạnh. Và tôi cần phải giải phóng bớt. Nhưng tôi lại không có ham muốn tình dục. Tôi thấy gớm ghiếc cảnh tượng con người làm tình với nhau y như mấy con chó. Tôi đã cố gắng coi phim heo, nhưng thà tôi ăn thịt động vật còn hơn là những con vật đã bị chết. Đây, con chó này nó làm cái gì con em nó vậy? Nó mới có mấy tháng tuổi mà nó đã muốn làm tình với em, nó muốn lặn lùng với em nó rồi. Cảnh giới của con người. Con người cũng là con chó là con. Chừng nào người và con tách rời với nhau thì thành nhân, mà thành nhân đó thì thành thánh nhân, thành thánh, xong thành thần, xong rồi thành tiên, thành chúa, thành Phật. Đó, phát triển giới tính đó rồi. Và nếu tôi để những con chó đực này ở nhà, nó sẽ làm tình với thần thú của tôi. Nó sẽ đi quỷ đi sự trong trắng của thần thú, mất đi năng lực của thần. Rồi nó muốn làm tình với con em của nó, con em nó tức giận, muốn cắn vô cu thằng anh. Mày khùng hả anh hai, anh ba? Đó là lý do mà tôi muốn cho nó đi từ sớm. Nhưng vì sự cố chấp của gia đình của tôi không nhìn ra được. Để cho con dê chết rồi, ba má tôi mới hồi tâm chuyển ý. Nhưng vẫn còn kịp lúc.